Trong ngày hôm qua 19 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận có đến 3.603 ca ở trong cộng đồng trong tổng số 4.371 ca nhiễm. Như vậy tỷ lệ f0 trong cộng đồng chiếm hơn 82% số ca mắc mới. Đây là ngày có tỷ lệ ca cộng đồng cao nhất trong những ngày vừa qua. Theo dữ liệu từ cổng thông tin Covid-19, thành phố Hồ Chí Minh lúc 20 giờ 30 ngày 19 tháng 8, thành phố xét nghiệm 17.150 mẫu, ghi nhận 4.371 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có đến 3.603 ca cộng đồng. Như vậy, tỷ lệ F0 trong tổng số mẫu xét nghiệm được lấy chiếm hơn 25%, còn tỷ lệ các cộng đồng chiếm đến hơn 82% so với tổng số ca mắc, tăng 29% so với ngày 16 tháng 8, tăng 10% so với ngày 17 tháng 8, tăng 5% so với ngày 18 tháng 8. Trong đó, nhiều nhất là quận 10, Bình Tân, huyện Nhà Bè, huyện Tân Bình, huyện Bình Thạnh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc số lượng F0 trong cộng đồng tăng lên những ngày gần đây là tín hiệu lạc quan. Nguyên nhân là do Thành phố Hồ Chí Minh tăng mẫu xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm điểm theo vùng nguy cơ, mỗi vùng có kế hoạch khác nhau, chia theo từng tổ dân phố, giúp thành phố kiểm soát được số lượng, quản lý chắc F0 tại cộng đồng.